Ok, thì hôm nay Đức Hoàng BK sẽ lên cho quý anh chị em xem một siêu phẩm mới về, đó là một chiếc Hyundai Santa Fe máy dầu bản cao cấp nhất màu đỏ nha các bác, 2020. Và chính là em nó đây. Chưa, như mọi người thấy ngoại hình của em nó chỉ là một màu đỏ đô nhá, rất là đẹp luôn. Con này thì không cần phải bàn. Bản máy dầu cao cấp nhất nha các bác. Đó. Đèn pha, đèn gầm cũng như bộ mặt ca lăng đằng trước này mạ chrome, rất là xịn luôn. La răng đa chấu nhá. Đây. La răng đa chấu sơn màu bạc, rất là xịn. Và xe còn nguyên zin nhá, chưa từng gọi là thay bất cứ bộ phận gì, nguyên zin nguyên chiếc luôn. Lốp sơ cua chưa hạ. Đó, rất là đẹp. Mọi người thấy có xịn xò chưa? Màu đỏ đô luôn nhá. Đấy, cùng Đức tìm hiểu kỹ hơn một chút về cốp sau nhá. Và tí nữa mình sẽ đi về nội thất này. Cốp điện, hàng ghế thứ hai được gập lại tạo lên một khoảng rộng còn thừa dư sức mà để đồ nhá. Đấy, đấy là khi mà muốn chở đồ và đi hai người. Khi nào mà mình cần đi hệ gia đình thì mình sẽ nhấc bộ ghế kia lên và sẽ ngồi được thêm ba người hàng ghế sau nhá. Rất là rộng rãi thoải mái luôn, được trang bị cốp điện này. Ok. Đó, tiếp đến là về phần nội thất Santa Fe Premium này. Về phần nội thất chiếc xe nhá. Nội thất chiếc xe thì đây là hàng ghế sau, đây là đã được gặp lại rồi. Bây giờ mình sẽ gọi là mở lên cho các bác cùng xem. Đấy, hàng ghế sau đây. Ghế căng đét, nội thất da màu nâu, rất là xịn luôn. Bệ tì tay cho hai người. Và sẽ là ghế chỗ ngồi cho người ngồi thứ 5 trong xe nhá. Đó, ghế rất là căng, nội thất da màu nâu, rất là đẹp luôn. Đây là về cửa này. Mình thấy chưa? Rèm che. Tiếp đến là về phần ghế lái cũng như hàng ghế phụ nha. Đó, rất là đẹp luôn. Như mới được ốp gỗ nha. Chủ cũ ra ốp gỗ cho chiếc xe rất là xịn sò này. Ô đô chiếc này là 4,6 vạn nha các bác. 4,6 vạn. Đây màn hình 8 inch, màn hình giải trí 8 inch luôn, đã được độ lên rất là xịn luôn. Đó, mọi người thấy chưa? Đấy. Riêng về dòng Santa Fe thì công nghệ nội thất cũng như tất cả mọi thứ so với dòng Fortuner thì về công nghệ thì hơn rất là nhiều. Và trong nội thất xe nhá, đây là riêng về nội thất xe nhá. Còn nó chỉ thua thiệt là không gian thì nó sẽ hẹp hơn một chút. Đây, như hiện tại nó đã có cửa sổ trời, con này thì cửa sổ trời toàn cảnh này. Đấy, thấy chưa? Bây giờ em mình cùng thử đề nổ chiếc xe lên nhá, xem Udo của chiếc xe là bao nhiêu nhá. À, hiện tại Udo của chiếc xe này đang là 4,6 vạn này. Mọi thấy chưa? Đây màn hình giải trí đây. Đó. Con này thì hết nước chấm luôn, không phải bàn. Đó mọi người thấy chưa? Rất là xịn, sò và đẹp luôn. Đấy. Hết hỗ trợ nhá, cảnh báo lệch làn này cũng như là này, chế độ cài cầu này, hết chế độ đi đường cua gấp này. Đấy, cảnh báo xe phía trước làn này. Hệ thống điều chỉnh gương này. Ok nha các bác, rất là xịn luôn. Đấy, và hiện tại đây thì đã có sạc không dây nhá. Cam, camera, hành trình. Đấy, cùng tất cả những bộ phận như là đèn, cần giảm mưa và toàn bộ những gì đây. Cái này đã được đã được bọc da nhá, vô lăng bọc da này. Đó, kết nối làm thoại rảnh tay cũng như là cruise control. Đó, cũng những chế độ như là thế này là chế độ lùi chuồng này. Đó, rất là nhiều luôn, vô vàn. Màn hình giải trí thì siêu sắc nét và đẹp, đã được trang bị là màn hình 8 inch. Ghế phụ cũng thế, rất là căng luôn, hầu như là ít người ngồi. Camera hành trình. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất là xịn. Ok, bây giờ mình sẽ tắt máy nhá. Bây giờ sẽ là ra đến phần gọi là phần quan trọng nhất, đó là phần báo giá chiếc xe này. Ok thì hôm nay ok thì mình sẽ báo giá nhá. Thì chiếc xe này hiện tại bên mình nó chào với giá là 1.205.000.000 cho một chiếc Hyundai Santa Fe máy dầu bản cao cấp nhất màu đỏ đô này. Udo 3,4 km. Hiện tại thì bên mình còn hỗ trợ cho mọi người trả góp ngân hàng là 70% giá trị của xe, trả trước 30 lấy xe về, hỗ trợ sang tên đổi chủ, rút hồ sơ cũng như là biển bảng cho mọi người, làm sao mọi người chỉ việc đến lấy xe thôi.
Đó, và giá còn giảm rất là sâu nhá. Với giá chào 1.205.000.000 thì bên mình còn giảm rất là sâu cho anh chị em nào thiện chí mua xe luôn. Đó, và anh chị em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình là 0974188693. Địa chỉ số 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Địa chỉ và số điện thoại mình sẽ để ở cuối clip cho mọi người cùng tham khảo nhá. Rồi, thì cuối cùng em xin chân thành cảm ơn toàn thể của anh chị em, các bác đã xem và ủng hộ kênh của em. Mọi người cho em xin một lượt đăng ký, một lượt like và một yêu thích chiếc xe, đúng không ạ? Để em có động lực hơn làm cho mọi người nhiều dòng xe hơn và cùng nhiều loại xe cho mọi người tham khảo, sao mà cho mọi người có một chiếc xe hợp lý, hợp ví của mình nhất, hợp mệnh nữa. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp mọi người trong những clip lần sau.